chào tất cả quý vị các bạn, và tôi là Mạnh Ô Tô, và hôm nay xin chia sẻ quý vị các bạn một cái video vô cùng đặc biệt. Đây là một cái video vô cùng đặc biệt và video tôi chưa bao giờ từng làm, đó là nói về một trong những cái chi tiết mà nó cũng khá là quan trọng của một con xe ô tô, và chúng ta sẽ biết được là tại sao nó quan trọng đối với con xe ô tô, và con xe ô tô có chuyển động được hay không là toàn bộ do phần này. Và con ô tô khi mà nó mang vác cả một con xe như vậy, và ở cái tốc độ cao trên 100 km như vậy, 100 km/h, và chạy cao tốc, thì nó sẽ là cái thứ mà để giữ cho con xe làm sao mà không bị nghiêng, không bị chành, và hoàn toàn nó có thể chạy ở những cái tốc độ khác nhau, thì phụ thuộc vào phần này. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi chi tiết ở phần này, và chúng ta sẽ bắt đầu test con xe này. Đây là một vài những chi tiết đối với dòng xe này. Thì đối với dòng xe Innova này, chúng ta biết rằng là nếu để chạy được và nó có khả năng di chuyển được thì một phần rất lớn đó là do phần gầm mang lại. Và đây là tôi đang test ở những cái cung đường nó khá là sốc, và nó gồm có rất nhiều những cái phần. Ví dụ chúng tôi đi vào cái rìa này, đây là một trong những cái rìa mà tôi thấy là để có độ con xe, mà chúng ta biết là đây là một trong những cái gần rìa bên này là những gần rất là sốc, và gần có thể nó khá là chắc chắn. Thì phần đầu tiên là do chúng ta cái phần gầm nó mang lại đó. Phần gầm thì gồm có hệ thống sắt xi nối trải dài đối với cả một con xe, và toàn bộ những hệ thống thanh răng và những hệ thống càng chữ A thụt được lắp trên toàn bộ phần gầm đó. Thì rất nhiều lần tôi đã từng chia sẻ với quý vị các bạn là về cái dòng xe, cái gầm bệ của cả một con xe, nhưng mà hôm nay tôi sẽ quay cho quý vị các bạn rất là chi tiết, và nó sẽ từ trên xuống dưới tổng thành của nó gồm những chi tiết nào, và nó sẽ gắn được với những phần nào. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn, và tôi sẽ cầu nó hẳn trên cầu để chia sẻ với quý vị các bạn luôn. Khi tôi chạy ở cái tốc độ nó khá là cao, và ở trên 60 km/h, và khi tôi vượt xe đây, thì đây là một con Innova mà gầm bệ nó khá là tốt và khá là chắc chắn, và nó chạy khá là tuyệt vời. Thì đây là toàn bộ cái cận cảnh của cả một con xe này. Đang chạy đường vòng và tốc độ đang là 80 km/h. Rất là nguy hiểm. Đến nơi, tôi sẽ cho con này xe này lên cầu. Điều vô cùng tuyệt vời. Chia sẻ với quý vị, đây là toàn bộ phần gầm của con Innova này. Đây là toàn bộ phần đằng sau. Vậy thì như tôi đã chia sẻ với quý vị các bạn, là toàn bộ phần gầm đằng sau này nó được bắt lên bởi những hệ thống này. Chúng ta nhìn này, nó được kết nối bởi những hệ thống răng chữ A và hệ thống cao su, toàn bộ chạy trong phần gầm con xe này. Và đến đây thì được nối với trục sau bằng toàn bộ hệ thống cao su tiếp tục, và hệ thống lò xo này. Đây là lò xo này để chống cái việc là chúng ta ra giảm xóc, và đây là hệ thống giảm xóc để hút, để kéo, để cho đỡ hất. Chúng ta nhìn đây là toàn bộ phần giảm xóc. Vậy và tổng thành của cả con xe nó này,
Các bạn nhìn thấy rất là đơn giản, cấu thành rất là đơn giản, hai bên giống nhau. Đó, thì toàn bộ phần chassis được kéo nối với đuôi phần đằng sau và ép lại phần đằng trước. Chúng ta biết là nhìn tổng thành, đây là toàn bộ phần gầm nó được nối với cả một con xe. Chúng ta nhìn này, và đây là hệ thống sau gầm đằng trước, chúng ta nhìn thấy đây. Đấy, toàn bộ phần gầm này được thiết kế bởi hệ thống càng chữ A này. Đây là toàn bộ hệ thống cao su này, và cao su kép cái phần này và cao su ép cái phần này. Đó, thì nhìn thì có vẻ con xe nó khá là phức tạp nhưng mà nó rất là đơn giản. Đây là toàn bộ phần rô tin đứng, và trên này là một cái rô tin nữa. Thế thì đây là hệ thống má phanh. Chúng ta sẽ đi chi tiết về một phòng này. Chúng ta nhìn thấy đây là toàn bộ hệ thống thước lái chạy được dọc cho đây và nối với một cái rô tin bánh nằm đằng hệ thống đằng trước. Chúng ta nhìn thấy đây là tổng thành và cấu thành của một con xe này thì nó rất là khá là đơn giản, không có cái gì để phức tạp cả. Đây là toàn bộ hệ thống thước lái, đây là toàn bộ hệ thống thước lái, và đây là hệ thống chassis chính. Chassis chính được chạy từ đây. Đó, thì chúng ta biết rằng là đây là hệ thống máy này, đây là các đáy các te, và toàn bộ phần đằng trước được cấu tạo, chúng ta sẽ nhìn thấy tổng thành từ đằng trước ra đằng sau của con xe thì nó được cấu thành ra bởi rất nhiều những chi tiết lắp ghép lại, và toàn bộ được lắp ghép bởi khá nhiều những chi tiết thước lái và toàn bộ hệ thống thụt lò xo và rất nhiều những chi tiết khác nữa. Đây là hệ thống máy, con này máy của nó cũng khá là nguyên, chưa chạm đến nóc, và toàn bộ đây là hệ thống chân máy. Hệ thống chân máy thì nằm ngang, và hệ thống gầm thì con này là xe chạy bằng cầu sau. Hệ thống số thì đây, toàn bộ hệ thống số như con xe này thì chúng ta được thiết kế bởi hai phần, là hệ thống chuyển động ra đằng sau gồm có hệ thống loa. Trong này đó là hệ thống bản ép và lá côn, toàn bộ được dẫn động bởi một hệ thống số rất ngắn. Và có bằng này chi tiết thôi. Cẩu lên chúng ta nhìn thấy nó sẽ khó có thể hình dung được là nó như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nó được đấy, cấu thành chuyển động gồm có một cái cục này thôi. Và từ lực từ hệ thống máy chuyển ra lá côn bàn ép và được dẫn động ra chuyển lực qua các tầng số và chạy theo cắt đăng. Đây là toàn bộ cắt đăng này, và chạy ra hệ thống cầu sau, và đây là hệ thống đùm cầu sau được thiết kế bởi một hệ thống quả dứa và vành trọng, bánh răng quả dứa và vành trọng được chuyển động ngang sang hai bánh, có hai hệ thống lắp ở hai bên. Và như vậy thì hệ thống này nó sẽ được chuyển động ra hệ thống bánh này. Đối với một con xe chúng ta quan trọng, phần quan trọng như tôi đã từng nói, đó là toàn bộ hệ thống chassis và gầm đệm. Thì đây là xưởng mà tôi vẫn hay thường làm, và đây là con xe ghép mà tôi đang thay lắp. Tôi đang thay hai cái lắp trước. Thì đối với một con xe chúng ta sẽ thường sẽ gồm rất nhiều công đoạn. Chúng ta sẽ gồm có 3-4 công đoạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm phần sơn. Thứ hai là chúng ta sẽ phải kiểm tra, đó là toàn bộ phần gầm bệ và sục đèn là phần thứ ba. Phần gầm bệ thì sẽ làm những cái lắp giống như lắp như này. Đây là hệ thống của lắp ghét, đây là hệ thống lắp của xe ghét mà đang thay. Và đây là một trong những người thợ khá là giỏi đang làm con xe ghét. Đấy, thì đây là các cái đăng thân hai cái lắp thì rất là đơn giản. Đấy, đó là toàn bộ cái phần gầm thì chúng ta sẽ gồm có từng bước như vậy, và bước sau cùng thì đó là bước tiếp theo, đó là dọn rửa xem về nội thất, và phần cuối cùng đó là bước thứ 4, thứ 5 là đã làm điện cho toàn bộ con xe này. Thì chúng ta sẽ gồm có bước, đây là một cái video chia sẻ với quý vị các bạn, nên là lần đầu tiên tôi chia sẻ với các bạn biết là về gầm bệ của một con xe, và tôi sẽ cẩu lên cho chúng ta nhìn chi tiết. Chúng ta sẽ nhìn lại nước lại một chi tiết, điểm lại gồm chúng ta có gồm những phần nào cần phải làm và cần phải xem. Thì đó đầu tiên là chúng ta sẽ phải nhìn này,
Thường thường thì tôi sẽ làm đầu tiên, tôi sẽ thay tất cả những hệ thống cao su nằm trong này. Nếu như một con xe nào mà nó kém một toàn bộ, đây là phần cao su này, cái vành cao su này, nó là một cái súng cao su tiện rất là cứng. Và phần nữa đó là toàn bộ này, hệ thống cao su này, đây là hệ thống cao su này, và rô tin đứng này, đây là hai rô tin đứng. Nhìn thì có vẻ phức tạp nhưng rất là đơn giản. Nếu chúng ta tháo nó phải ra cái đập một cái là nó có thể bật cái rô tin này ra và thay cái rút rô tin này. Và có thêm nữa đó là hệ thống toàn bộ những rô tin nhỏ này, đây là hai rô tin nhỏ đứng, và hệ thống cao su tiếp, đây là toàn bộ những phần rằng đó, rất là đơn giản. Đấy là nguyên cái phần gầm của con xe này. Thì đây là phần gầm của con xe Innova, và ngày 1, ngày 2 thì tôi sẽ chia sẻ với quý bạn về toàn bộ phần gầm của con xe Vios. Thì chúng ta biết là đối với dòng xe Morning và dòng xe Vios và dòng xe Innova, nếu nó cứ kêu kêu thì đó là toàn bộ phần do chủ đạo là do cái thước lái này. Thì ở đây nó có cổ, nó có một cao su, và toàn bộ được điều chỉnh van dầu ở hai cái bên này để kéo thụt ra, thụt vào được. Có hai cái đây là toàn bộ phần chống bụi, để trong bên trong này có một hệ thống xi lanh chạy tự vào trong này và có thể là xử lý cho cái để cho chúng ta có thể lái được với một con xe. Nó rất là đơn giản, nhìn thì có vẻ là phức tạp nhưng để chuyển động được thì nó có phần gầm bệ để là cái phần cũng khá là quan trọng để cho con xe nó có chắc lái hay không. Để chia sẻ với quý vị các bạn về video này như thế này. Thế là chia sẻ với quý vị các bạn về đối với cái dòng xe mà cái gầm bệ của Innova như vậy. Thì nếu để có những cái chi tiết mà để lắp ghép được như vậy thì chúng ta có gồm có đầu tiên là hệ thống được để nó chạy được mà con xe nó chắc. Để con xe nó chắc được thì chúng ta phải cần chi tiết, đó là chúng ta phải cần đầu tiên đó là toàn bộ phần gầm bốn cái thụt của nó phải chắc đã, cộng với hệ thống lò xo và phần gầm bệ. Thì đây là một vài những cái đặc điểm của đối với cái dòng xe mà nó không chắc. Là đầu tiên chúng ta sẽ có bốn cái hệ thống rô tin, nó có 6 quả rô tin vừa đứng và hệ thống rô tin của hai bên bánh là nó chắc, thì cái phần lái nó chắc và cộng với cái thước lái cộng với toàn bộ hệ thống vỏ cao su. Thế thì có nhiều người có hỏi rằng là những cái phần như vậy thì nó có phức tạp và không, thì trên thực tế con xe nó kêu hay không kêu thì nó do toàn bộ hệ thống cao su nối lại với nhau, và để nó giữ chặt thì chúng ta chỉ thay hệ thống cao su đi và cộng với 4 rô tin và hệ thống 4 thụt thì toàn bộ con xe rất là đơn giản. Cho nên là đối với gầm bệ của con xe, chúng ta chỉ cần là nếu như tôi mà tôi về tôi làm, thường thường là con xe nào cũng phải làm, thì đó là nếu như mà kêu đối với cái dòng xe, ví dụ như là một vài ngày tới tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một vài những con xe mà nó chạy bằng cầu trước, thì nó có thêm đó là để chuyển động được thì nó gồm có vừa thước lái, và cái thứ hai nó bên ngoài nó có mang theo hệ thống lắp trong, hai cái lắp trong và hai cái lắp ngoài. Thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ thay hai cái lắp ngoài, như cái phần của tôi vừa quay chia sẻ với các bạn đấy, là đối với con xe ghét là tôi thay hai cái lắp ngoài đi là nó sẽ trở nên là hết. Khi chúng ta vào cua mà chúng ta bẻ thật nhanh mà cái xe nó kêu cạch cạch thì đó là cái phần lắp ngoài nó đã chuẩn bị chết, thì thay hai cái lắp ngoài thì nó cũng rẻ thôi. Nếu là thay đi thì nó sẽ hết cái tiếng kêu đó. Việc nữa đó là chúng ta cần làm nữa đó là thay 4 rô tin thì là xong. Còn bi cắt đăng mà nó kêu thì nó sẽ có xảy ra một tiếng khác. Thì đối với dòng xe 7 chỗ là ví dụ như Everest, Joyli và Innova, Isuzu thì nó thường thường là, và xe 2 cầu thì sẽ mang theo hệ thống cắt đăng đằng sau và có 4 bi chữ thập để nối lại với nhau. Còn đối với dòng xe Morning và những dòng xe Vios, dòng xe Death thì là hoàn toàn nó kéo cầu kéo chạy bằng hai lắp trước, cho nên là nó rất là đơn giản. Vậy thì khi nào mà cái video lần sau sẽ chia sẻ với quý vị các bạn về cái dòng xe Ghost, Morning và Vios và một vài dòng xe khác. Còn hôm nay chia sẻ với quý vị các bạn một cái video nói về dòng xe Innova 2010, và đây là một con xe mà gầm bệ nó khá là chắc chắn và máy móc gầm bệ nó khá là khỏe. Tôi đã quay rất chi tiết cho quý vị rồi, thì quý vị có thể tham khảo, và rất cảm ơn quý vị đã xem video. Và nếu quý vị có mong muốn tôi chia sẻ điều gì thì có thể gọi điện đến trực tiếp số điện thoại trên màn hình, hoặc là ebook và những số điện thoại, hoặc là trên Zalo, Facebook của tôi, thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn miễn phí. Và rất mong được là quý vị các bạn nếu mà có dịp qua giao lưu giữa quầy của tôi là giữa đối diện Ủy ban Nhân dân xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên,
salon ô tô Mạnh Hoài ở nằm ở bên trái đường, đi từ ngã ba Bà Đậu ngược về hướng Bắc Cạn 1.7 km, và tôi sẽ có xe ở đó thì sẽ chia sẻ với quý vị các bạn hoàn toàn là miễn phí. Và rất cảm ơn quý vị đã xem video, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những video và clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.